Rồi chào mọi người, hôm nay là mình đi kiểm tra lại cái hệ thống cáp camera của nhà máy ở dưới Long An nha. Cái đợt trước là cái cáp này không biết là bị chuột cắn hay là bị gần cái nhiệt độ cái ống hơi mà nó nóng nó hư hoài á, nên là cách đây một tuần mình có thay cái ống nhựa, thay ống nhựa cứng bằng cái ống sắt. Đây là ống nhựa cứng cũ nè, trước đó là mình làm cái ống ruột gà mềm, ống nhựa nó cũng hư cũng đứt. Mình làm cái ống cứng này một thời gian cũng hư đứt, được chuột có cắn chỗ ô này nữa, thì giờ mình thay luôn cái ống sắt này, thay luôn cái ống sắt này. Đây là ống ruột gà sắt nha, thấy ống ruột gà sắt luôn. Thì được tuần lễ rồi mình đi kiểm tra thấy là ok á, rất là ok rồi. Để mình báo cho cái chị chủ ở đây để yên tâm. Mình đang ở trong nóc nhà nha, trên nóc nhà của nhà máy đây. Đây là ở dưới Long An nha, ở tỉnh. Trưa nay thì may mắn là trời không có nắng lắm, mấy hôm nay đang trời đang mưa, mây đen nè, đang có mây đen nha. Rồi vậy là yên tâm rồi, nó sẽ báo cho chị chủ được rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video vlog ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video vlog tiếp theo nha. Bye bye.